cây sáo dây tần. Thì không biết anh cây sáo dây tần có bao giờ nghe tới cái tên của một cái tên nhân vật tên là Đàm Bích Thủy chưa ạ? Chưa, Đàm Vĩnh Hương thì nghe, chưa nghe là Đức Thủy. Đàm Bích Thủy à, tự thế này là anh cứ thấy Tân nhân tiện cái điều Trung vừa chia sẻ em thấy nó cũng liên quan tới cái vấn đề của ngày hôm nay thì đây em bổ sung cho mọi người xem, tức là cái hình ảnh cái tattoo này cũng là lượm đặt trên mạng thôi nha, lượm đặt trên mạng. Thì cái này em xin nói trước, tức là mình cũng chưa biết là cái câu phát biểu này nó nằm ở trong cái ngữ cảnh nào và nó là cái nguyên văn chưa, nhưng mà một cái câu phát biểu như đưa lên như vậy á thì với cá nhân em á thì em nghe em cảm thấy rất khó chịu, em muốn chia sẻ với anh cái Sái Tân như cùng với mọi người. Đây đây là vẫn liên quan tới cái trường đại học Fulbright gì đó và với nhân vật mang tên là Đàm Bích Thủy. Đàm Bích Thủy nha, à, trong đó có một cái phát ngôn như thế này đó, thì em lướt sơ qua rồi để em đọc lại nguyên văn cái phát ngôn này nha. Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng ha, phải chịu đựng đó trong ngoặc kép và chấm 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 nhiều như vậy, bởi trước đây chúng tôi chỉ nghĩ người Việt Nam chịu thiệt thòi, và thiệt thòi cũng là trong ngoặc kép nha. Nay một số sinh viên của Đại học Fulbright đã khóc vì những người lính Mỹ đã phải chịu đựng ở chiến tranh Việt Nam. À, và chữ chịu đựng là nằm ở trong ngoặc kép và cái chữ thiệt thòi của người Việt Nam cũng nằm trong ngoặc kép. Thì cái vấn đề đó là trong ngoặc kép, ngoài ngoặc kép đó thì có thể chúng ta sẽ phân tích sau đúng không anh? Nhưng mà về quan điểm và cái câu phát ngôn này á của cái nhân vật Đàm Bích Thủy á thì em xin hỏi ý kiến anh cư sĩ Duy Tân, thì anh nghĩ như thế nào về cái phát ngôn này của một cái nhân vật Đàm Bích Thủy? Và theo em tìm hiểu cái thông tin ở bên ngoài á thì nhân vật này cũng là đang hiện hình như là đang hay là đã từng gì đó là chủ tịch của cái trường đại học Fulbright tại Việt Nam. Em xin mời anh. Anh cũng không ngạc nhiên đâu em, tại vì khi mà mình cho phép cái trường đại học đó nó mở ra ở Việt Nam ấy, thì từ từ nó sẽ nhồi sọ, nó sẽ nhồi sọ, với lại nó bắt đầu bóp méo tư tưởng. Thì kết quả từ từ mình sẽ thấy kết quả từ những cái con người mà đầu óc nô lệ, phản dân tộc. Như cái con nhỏ này, nó nói câu đó, nó phản dân tộc. Nó anh nghe là anh thấy rất là khó chịu, đúng không? Là nó biết một nhưng mà nó không biết hai. Nó nhìn lên một bức tranh rất là, gọi là gì, phiến diện. Phiến diện mà cái chuyện mà dân tộc Việt Nam mình đã hy sinh để đạt tới ngày hôm nay, là cái chuyện đó là nó rõ như ban ngày rồi. Mà Mỹ, ai bắt Mỹ phải hy sinh, ai bắt Mỹ phải chịu đựng, ai bắt Mỹ phải làm đó đâu. Mà Đúng rồi. những người lính Mỹ họ chỉ là cái con bài của cái chính thể Mỹ, chính thể ngoại giao. Và chính thể ngoại giao Mỹ, đằng sau chính thể ngoại giao Mỹ là cả một cái tụi nhóm đại tư bản, nó điều khiển chính thể Mỹ để tham gia chính trị và quân sự ở Việt Nam. Thì ngày hôm nay tự nhiên cái ngồi nói là người lính Mỹ phải chịu đựng, cái con này chả biết gì hết. Nghe anh khinh bỉ những con người như thế này, đúng không? Nhưng mà đó là cá nhân anh nha. Nhưng mà anh biết là nhiều người Việt Nam ở bên này ấy, họ sẽ nhao 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 lên, họ đạp anh xuống, họ không đồng ý đâu. Mà nhiều lắm nha, anh đã nói là 80% người này, ngay trong gia đình anh cũng vậy nữa, ngay trong gia đình anh cũng không đồng ý nữa. Cho nên anh thì là cái tư tưởng anh như thế, là cái con này ấy, nó được cái ân huệ của cái Fulbright University này ấy. Thành ra đương nhiên là nó được hưởng bổng lộc này kia, đến một lúc nào nó cảm thấy nó quá, gọi là mang ơn, đội bô. Thành ra bây giờ nó tung hô, rồi bắt đầu nó bóp méo lịch sử theo cái chiều hướng, nó bị nhồi sọ. Nó thấy trời ơi lính Mỹ. Nhưng mà khoa nói về lính Mỹ nha, nói thẳng nha, người lính Mỹ họ vô tội, họ bị gọi là bắt lính, hầu hết là bị lính, bắt lính, lại họ bị bịp nó sang Việt Nam để chiến đấu cho giành cái chữ dân chủ cho Việt Nam, chống lại cộng sản.
Nhưng mà khi họ qua đến Việt Nam rồi họ mới biết là cái sự thật nó không đúng như thế. Dạ. Và cái mục đích họ sang đó, họ chỉ có muốn nó làm sao mà họ để họ có thể trở về Mỹ, mà họ sống sót trở về Mỹ mà thôi. Đó. Cái mục đích họ là trong cái đầu của những người lính Mỹ mà đã từng ra trận là làm sao có thể trở về an toàn, không bị thương tật hoặc là có thể sống sót trở về. Chứ còn cái chuyện mà qua Việt Nam để mà chiến đấu dân chủ, cái chuyện nó tào lao không có. Ok, thành ra cái con này chả hiểu nhé. Nhưng mà trong cái cuộc chiến đấu ở Việt Nam á, những người lính trẻ Mỹ họ bị đưa vô trong một cái gọi là gì, cái những cái tình thế mà nửa sống nửa chết vậy á, thì cái cá tánh con người á, nó bộc lộ, Dạ. cái thú tính của nó bộc lộ, thì bắt đầu họ họ đổi cái sự sợ hãi á, trở thành cái sự tàn ác. Cho nên nhất là những người đó họ không không có kỷ luật cao hoặc là không có đạo đức, thì tại sao mình có thể so sánh người người chiến sĩ cách mạng, họ cũng chiến đấu, họ cũng cũng nửa sống nửa chết, nhưng mà họ không làm chuyện đó tại vì họ có tinh thần đạo đức cao cộng với kỷ luật cao. Còn Mỹ nó thiếu cái đó, thành ra cái thú tính là cái bản chất tàn ác bắt đầu nó bộc lộ. Cái con người đó, anh không nói cái cậu bé trẻ đó, lính Mỹ trẻ đó họ tàn ác, không nói vậy, nhưng mà dưới cái điều kiện nào đó thì cái bản chất của họ bắt đầu cái bẩm gọi là cái gì ta, bản năng đó, nó đổ ra, bắt đầu họ chém giết bừa bãi. Không những họ bắn giết bừa bãi mà họ còn làm những hành động mà gọi là thú tính. Cho nên thành ra nói về cái này nó liên hệ đến những người lính Mỹ từ Việt Nam họ trở về Mỹ. Bây giờ tất cả bọn họ già hết rồi em, hầu hết rồi, qua đời hết rồi. Những người còn sống thì toàn là gần 80 tuổi hết rồi. Ok, nhưng mà những người đó họ sống một cái cuộc đời mà thầm kín lắm, thậm chí họ không bao giờ họ chia sẻ những cái gì với con cái của họ, tại vì anh có người bạn, không phải người bạn mà người làm chung với anh mà nói ba nó là ngày xưa là sang Việt Nam, nhưng mà ba nó không bao giờ chia sẻ cái gì ở bên Việt Nam hết. Thì anh cũng không nói gì, nhưng mà anh có câu giải thích là chắc có lẽ ba làm cái gì không đúng. Mà hầu hết những người mà đã ra trận và về sang Việt Nam là họ có một cái cảm xúc gọi là tội lỗi, họ đã làm cái Dạ. gì sai, thành ra họ không có muốn nói ra nữa. Nhưng mà nhiều khi cái hành động tội ác của họ nó làm cho họ bị bệnh, họ bị bệnh, nó có cái bệnh nó gọi là PTSD, Hội có nghĩa chứng là bệnh á, hội chứng đúng hội không, là chứng hội chứng đó, đúng không ạ? sau chiến tranh. Đúng rồi, hầu hết họ bị đó. Tại vì sao? Tại sao những người chiến sĩ cách mạng không ai bị cái đó? Tại vì họ chiến đấu cho lý tưởng chính đáng của dân tộc Dạ. và của đất nước. Còn những người này ấy, họ chiến đấu tào lao, họ bị dụ qua Việt Nam, họ chả có một cái lý tưởng mẹ ấy, rồi trong mà giết người làm đúng tung, thành ra họ bị những cái cảm giác mà sai là Ví dụ tội lỗi đó, thành ra họ bị những ví dụ hậu chứng đó. đi qua được, ví dụ đi qua Hòn Ngọc Viễn Đông á, đúng không? Đó, thành ra anh coi trên YouTube á, anh thấy có những người Việt Nam nó lâu lâu những cái gặp những người cựu chiến binh Mỹ đứng xin tiền hay là cái gì đó em, hay là gặp cái tự nhiên cái họ cảm ơn những người này đã sang Việt Nam. Anh nghe anh rất là khó chịu, mình đâu có biết những người Mỹ này sang Việt Nam họ làm cái gì đâu. Với lại Dạ. họ có thể bị bắt lính sang Việt Nam chứ họ đâu tình nguyện qua Việt Nam đâu. Tuy nhiên mà họ cảm ơn, không khác gì mà đang cảm ơn á. À dạ, tôi cảm ơn anh đã sang Việt Nam giết người Việt Nam chúng tôi, và cảm ơn anh nhiều lắm. Không khác gì mấy Dạ. câu đó em hiểu không? Chứ những người Việt Nam ở bên này đầu óc họ, nhất là đầu óc chính trị họ lệch lạc, sai lầm, tào lao. À, vừa rồi đó thì anh Thơ Quang có trao đổi về cái nhân vật Đàm Bích Thủy đúng không ạ? Đúng rồi, Thì Đàm Bích Thủy. chúng ta quay lại cái nội dung này. Thì cái điều đầu tiên á, thì cái lời phát biểu của cái chị Đàm Bích Thủy này, thì thứ nhất là em cũng không biết là có phải chính xác là chị là người phát ngôn hay không, những cái câu từ đó hay không. Nếu như theo quan điểm cá nhân của em nhìn nhận, nếu như không phải chị phát ngôn á, thì theo em nghĩ là chị cũng nên có những cái lời đính chính để cho người khác, người ta hiểu là cái việc đó không phải là do chị phát ngôn, đúng không ạ? Còn nếu như thực sự mà do chị phát ngôn cái câu này ra, thì dù trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta thấy rất là rõ. Vừa rồi thì anh Cư Sáu Duy Tân đã trao đổi rồi. Cái điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây rất là buồn cười, đó là ở đây nó mang cái tính chất dẫn dắt dư luận rất là nhiều nhé. Nó mang tính chất là tôn vinh những người lính Mỹ nhé. Người dân Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Người dân Việt Nam chúng ta chả có làm gì hay là
có một tác động gì ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ. Thế nhưng rất rõ ràng là Mỹ đổ quân vào Việt Nam và đã có khoảng hơn 58.000 cái quan tài đã phải mang về rồi. Thế thì ở đây rất là rõ là nếu như không có những người lính của Việt Nam bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất ở đất nước chúng ta thì làm gì có cái đại học Fulbright ngày hôm nay và làm gì có cái nhân vật Đàm Bích Thủy, đúng không ạ? Thế thì thử hỏi là ai bắt người lính Mỹ người ta sang Việt Nam? Thế thì cái câu này á, thì em không hiểu là ý của chị Đàm Bích Thủy là đang muốn chỉ trích ai, là chị đang chỉ trích Bộ Quốc phòng Mỹ, Chính phủ Mỹ và Quốc hội Mỹ là đã đưa những cái người lính Mỹ để sang phải chịu đựng ở Việt Nam, hay là chị muốn chỉ trích ai? Thì cũng cũng mong là chị có trao đổi, nếu như thực sự là lời nói của phát biểu của chị thì chị cũng nên trao đổi rõ để cho mọi người thấy được đó là gì. Đó là người lính Mỹ đã thì giải rất rõ ràng thôi, người Đúng lính rồi. Mỹ người ta đã sang, người ta đã gây ra những cái cảnh mà đau thương tàn phá chết chóc cho người dân Việt Nam, và chính những người trong chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ và bộ quốc phòng Mỹ đã đưa những người lính Việt Mỹ, lính Mỹ này sang Việt Nam để người ta phải chịu đựng, đúng không ạ, những cái khó khăn gian khổ rồi phải chịu đựng những cái cảnh chết chóc để mà bây giờ có cái bức tường đá ở Mỹ đấy, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rất rõ ràng ở đây là một cái lời phát biểu thì nó mang tính chất 50-50, nó rất là mang tính chất là gì, để cho người đọc người ta hiểu theo chiều hướng nào. Thì rất rõ ràng là chị đưa ra một cái thông điệp mà nó không có rõ ràng như vậy, thì để cho người đọc người ta thấy rất là mơ hồ. Ý của chị ở đây không rõ. Thế nhưng theo quan điểm của em á, thì nếu như mà đọc vào như thế này đó thì có lẽ là một số sinh viên của Đại học Fulbright đã khóc vì thương cho những người lính Mỹ. Thế thì cũng phải nên là gì ạ? Cũng phải nên là đưa những cái người nào phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó ra, đúng không ạ? Để cho mọi người thấy được là tại sao những người lính Mỹ lại phải chịu đựng ở chiến tranh Việt Nam. Có ai bắt người Việt Nam không hề mời họ sang nha, mà người ta mang sang chúng ta không phải là bằng tự do dân chủ nhân quyền, mà người ta mang sang chúng ta là B52, đúng không ạ? Là chất độc hóa học đó. Cái hệ quả của ngày hôm nay nó vẫn còn, những cái chất nạn nhân của chất độc màu da cam vẫn đang còn, và mới đây nhất chúng ta thấy vẫn có những cái ở đâu đó người ta quá trình người ta phát triển, người ta xây dựng, người ta vẫn đào được những quả bom dân chủ do Mỹ để lại đó. Thế thì cũng hy vọng là chị có những cái lời trao đổi nó rõ ràng hơn, và ở đây là chị đưa ra những câu từ mà người Việt Nam chịu thiệt thòi. Ở đây người Việt Nam không chịu thiệt thòi, mà người Việt Nam đã chịu sự chà đạp, bị sự khinh bỉ, đấy, bị sự tàn sát của người lính Mỹ, nói rõ là như vậy chứ thiệt thòi là thiệt thòi cái gì, đúng không ạ? Đó là chưa kể là sau khi chiến tranh kết thúc thì người Mỹ người ta còn cấm vận Việt Nam ta 20 năm, làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta gần như là kiệt quệ, người dân Việt Nam chúng ta là phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, xong rồi lại còn gì ạ, thiệt thòi về kinh tế nữa, rất là khó khăn một thời kỳ dài 20 năm không phải là ngắn, đúng không ạ? Thế thì rất rõ ràng ở đây thì cũng hy vọng là nếu như đúng thực sự là lời của chị chia sẻ thì chị cũng có cái sự trao đổi rõ ràng, đừng mang tính chất định hướng cho một bộ phận giới trẻ Việt Nam rằng người lính Mỹ người ta sang Việt Nam để người ta mang tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, thế nhưng mà lại chịu sự thiệt thòi. À, chị phải hiểu một điều như vậy. Còn nói rõ với chị là chị có thể tìm hiểu lại lịch sử, có thể nghe lại những cái phát biểu của những người đã từng tham chiến ở Việt Nam, từng tham chiến ở Việt Nam, xem là người ta trao đổi thế nào về cái việc ở Việt Nam. Như chúng ta thấy là có một cái cảnh mà cái vụ mà hình như là sau cái vụ Black Friday á, người dân Mỹ đổ ra đường rất là nhiều, thì quân nhân Mỹ rồi cảnh sát Mỹ người ta ra đường, người ta trấn áp những cái vụ việc đó. Thì có một cái ông cũng rất là lớn tuổi rồi, ông có nói là ngày xưa ông phục vụ cho quân đội Mỹ ở Việt Nam và ông đã giết bao nhiêu người, ông phải như thế nào đó, đúng không, tàn sát tập thể như thế nào đó. Thì chị có thể xem lại để chị có thể đối chiếu và chị biết được là như thế nào. Còn nếu như mà chị muốn nói đến cái sự chịu đựng của người lính Mỹ thì ở đây rất rõ ràng là không ai bắt người lính Mỹ về sang Việt Nam để mà chịu đựng cả, đúng không ạ? Và cái này á, thì chị cũng cần phải đưa rõ ra xem là ai, cá nhân nào, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm cho cái sự chịu đựng đó. Chứ chị nói một cách nó vu vơ như thế này đó, là nó mang tính chất định hướng cho giới trẻ rất là nguy hiểm, và dần dần là gì, dần dần là cũng giống như Ukraine thôi,
người ta sẽ bị tác động về mặt tư tưởng, sau đó là người ta thay đổi cái tư duy, và người đến một cái lúc nào đó thậm chí người ta lại cho rằng những người thương binh liệt sĩ bảo vệ độc lập của đất nước là gì, là những người tội đồ, rồi là tôn vinh lính Mỹ lên là những người mang đến tự do dân chủ cho các nước. Bây giờ cá nhân chị là một người học đại học hay cái gì đó thì không biết, thế nhưng mà chị thử nhìn lại xem những cái chiêu của Mỹ khi mang đến tự do dân chủ nhân quyền cho Libya, Syria, Ai Cập, Afghanistan, hiện nay các nước đó nó đã giàu sang phú quý chưa, nó đã có độc lập tự do chưa, nó có dân chủ chưa, hay là vẫn đang chìm trong cảnh nội chiến, người dân thì tan hoang, nhà cửa thì đổ nát. Thì cái này không khó để chúng ta nhìn nhận được. Thế nhưng mà rất rõ ràng là cái mục đích ở đây, đúng không ạ, thì chúng ta cũng không thể biết được chính xác mục đích là gì, bởi vì với những phát biểu 50-50 này thì nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là đối với giới trẻ khi không có tìm hiểu và người ta tiếp cận đến một số cái thông tin nó không chính xác, nó sẽ dẫn đến là gì ạ, nó sinh ra một cái bộ phận có thể nói là giống như cái anh vừa rồi đó, đúng không ạ, nó có cái tư tưởng là gì, tại sao Việt Nam chúng ta lại phải phải độc lập, phải chiến đấu, mà chúng ta có thể là chúng ta ngồi im thôi, tự Mỹ người ta trả, ví dụ như vậy, hoặc là tại sao là chúng ta phải phải chiến đấu với lính Mỹ làm gì, người ta sang người ta bảo vệ chúng ta mà, đúng không? Nó rất nhiều cái mà hiện nay trên TikTok, cái nền tảng mạng xã hội TikTok nó có rất là nhiều đấy, nó tác động rất là lớn đến một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là những cái bạn mới nghiên cứu đó, nó mang lại cái hệ quả cực kỳ nguy hiểm cho giới trẻ, đặc biệt là những bạn không có tìm hiểu, thì nó mới sinh ra một số bộ phận là theo tổ chức khủng bố này, tổ chức khủng bố kia, đúng không ạ, nó hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay là nó chống phá nhà nước, vân vân và vân vân, và hệ quả của tất cả những cái đối tượng đó phải gánh chịu như thế nào thì con này chúng ta đều có biết rồi. Thì qua cái việc này đó thì em thấy rất là rõ là những cái chia sẻ như thế này nó tác động không hề nhỏ, thì cũng hy vọng là mọi người có thể theo dõi rồi mọi người có đưa ra cái góc nhìn phân tích của mình thôi, để chúng ta thấy được là tại sao người ta đưa ra cái phát biểu như vậy hoặc quan điểm người ta như thế nào khi người ta đưa ra như thế, để mà chúng ta có những cái hướng nhìn cho nó phù hợp. Tuy nhiên đối với cá nhân em thì em không có chống đối bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào cả. Đấy. Còn dĩ nhiên là nếu như các anh có những lời nói hoặc là những phát biểu hoặc là những cái hành động của cá nhân và tổ chức mà làm ảnh hưởng đến cái hòa bình của Việt Nam chúng ta thì cái đó hoàn toàn là em lên án rất là gay gắt về các cái hành động đó, bởi vì với cá nhân em là một người dân hiện nay em cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, đúng không ạ, và em đang sống trong một môi trường hòa bình, em không muốn như các nước kia là người dân chúng ta lại quay trở về cái thời kỳ chiến tranh. Thì rất rõ ràng là cái mưu đồ của các cái đối tượng nó tác động vào cái giới trẻ thì rất rõ ràng là nó diễn ra không chỉ trong nước, ở trong chỉ ngoài nước mà ở trong nước cũng có, thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm đối với tương lai của con em chúng ta sau này. Thì có thể mọi người theo dõi rồi mọi người sẽ đưa ra cái quan điểm của mình cho nó phù hợp. Đấy thì live ngày hôm nay em xin phép được tạm dừng tại đây, và xin chào anh Thơ Quang, anh cư xá Duy Tân và cô chú anh chị đã cho em chia sẻ học hỏi thêm được cũng nhiều điều. Thì em xin phép được xuống buổi live ngày hôm nay, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào buổi sau ạ. Rất cảm ơn Trung, rất rất là hạnh được biết Trung.